Hôm nay chị sẽ cho tụi em thấy bộ mặt thật của Tần Trường. Nói cho mày biết nha, đụng tới ai chứ đụng tới người yêu của tôi á, tôi đấm cho một cái răng môi lẫn lộn bây giờ cái chó. Mày. Em cơ má em nhẹ tay với anh chút nha. Mấy đứa kia á, nó gặp anh đánh tơi tả luôn. Còn lúc gặp em á, thì nó đứng hình cho em đánh. Rồi nhiều khi nó té không à. Tụi bay muốn gả thì tụi bay tự đẻ đi, đẻ con gái ra rồi tự gả đi, chứ tôi không có gả con gái tôi cho thằng Trường ha. Ủa sao cái chỗ quan vắng này mà chú Sang với lại dì Hai Lửa nắm tay nhau, hay là chú với dì đang... Chị Hai, chị Ba, chị Tư ơi, trời ơi, năm nay em có chồng rồi.